Xin chào cô chú anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nha quý anh chị. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một mảnh đất với tổng diện tích là 36 hecta, trong đó có 12 hecta cao su, 4 hecta sình và 20 hecta đồi nha cả nhà. Trước mắt cô chú anh chị mình có thể thấy được trên đất thì có hai cái ao khá là to, ôm tầm 500 mét suối như cả nhà. Ôm 500 mét suối, hai ao rất là to. Và trước mắt là cao su 12 hect, 8 năm tuổi như cả nhà. Mới khai thác năm đầu tiên, cao su thì cũng khá là đẹp, đều. Và phía dưới, bên dưới từ đường hất xuống, từ chỗ cao su hất xuống là đất sình như cả nhà. Đất sình tầm 4 hect nha. Còn lại là đất đồi. Cái sinh này thì suối vây quanh nha cả nhà, 500 mét suối nước chảy quanh năm, ao thì rộng không bao giờ hết nước. Và phía cuối chân đất của chúng ta thì bách chủ có trổ những con đường xe máy có thể chạy vòng quanh đất được nha cả nhà. Chính vì vậy mà việc thu hoạch nông sản cũng trở nên khá là dễ dàng nha cả nhà, mặc dù đất cũng không được bằng đất đồi nha cả nhà. Trước mắt thì cô chú anh chị mình có thể thấy một đồi cao su này và hai đồi đất trống. Hiện tại thì bác chủ đang cho thuê hai cái đồi để người dân quanh đây người ta trồng mì nha cả nhà. Với cái diện tích là 36 hect thì trên đất bác chủ đã trồng được 12 hect cao su rồi, 4 hect sình khá là bằng phẳng và hai cái đồi đất trống nha cả nhà. Hiện tại thì bác chủ đang cho trồng mì nhé. Đây là dòng suối nha cả nhà. Đây là dòng suối này. Nước khá là nhiều, nước chảy quanh năm nha cả nhà. Đó, nước chảy quanh năm luôn. Tạo theo cái dòng suối này là cái hồ lệ đất sình phía dưới nha. Đây là căn nhà đây cả nhà. Ở đây thì chưa có điện, đang xài bằng năng lượng mặt trời nha. Cách dòng điện tầm một cây rưỡi số nha cả nhà. Đây chính là cái ao của chúng ta đây. Trên đất thì có hai cái ao to như thế này, rất là to nha cả nhà, nước thì vi vu luôn. Thế này mà thả cá thì tuyệt vời nha cả nhà. Đây như cái trước mặt mình đây thì có căn nhà nhé, xe mình được đậu bên đấy nha cả nhà, xe phải chỗ vào tận nơi được. Căn nhà này là nhà hàng xóm thôi, còn nhà của mình là vừa nãy mình đứng ở bên này mình chỉ sang nha cả nhà. Thì trước mặt là đất sình nha cả nhà. Đất sình này thì chúng ta có thể đào ao nữa nha, cải tạo ao để nuôi cá nha, hoặc có thể lên luống để trồng sầu riêng cũng được nha cả nhà, trồng cây ăn trái cũng được nha, cũng khá là rộng tầm 4 hectare nha cả nhà, 4 hectare. Và đây là đất đồi đây, đất đồi như này thì chiếm tầm 20 hectare nha cả nhà. Đó, chiếm tầm 20 hecta. Đó, có những đồi như thế này. Đồi như này bà chủ đang cho trồng mì, với lại những cái chỗ mà chưa trồng mì thì đang để trống nha cả nhà. Đây có một cái nguồn nước ngầm này. Cái ống này là nhà dân lấy từ trên đồi lấy xuống này, để lấy nước để xài nha cả nhà. Nước thì chảy quanh năm. Đây là cao su đây, 12 hecta cao su, 8 năm tuổi. Cây thì khá là đẹp, tàn lá xum xuê, cho chất lượng rất là tốt nha. Mới cạo 1 năm thôi, năm nay bắt đầu ra năm thứ 2 nha cả nhà. Năm nay bắt đầu cạo năm thứ 2 này. Cây rất là đẹp luôn. Đường xá thuận tiện, ô tô 7 chỗ có thể vào tận nơi. Từ vị trí đất của chúng ta ra đến khu dân cư buôn bán thì nó nằm tầm 3 cây rưỡi số, cách đường bê tông 1 cây rưỡi, cách trung tâm Ngọc Hồi là 14 km, và cuối cùng là nó cách thành phố Pleiku và sân bay là 120 km nha cả nhà. Và đây cũng là tất cả những thông tin mình muốn trao đổi cùng toàn thể cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị còn bất cứ thắc mắc gì từ mảnh đất này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại mà em để trên tiêu đề. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này.